vui được gặp lại các em trong tiết học ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đến với cái tập đọc của một cái chủ điểm mới, đó là chủ điểm lễ hội. Và bài đầu tiên trong chủ điểm lễ hội của chúng ta ngày hôm nay đó là bài hội vật. Bây giờ các em hãy lắng nghe và quan sát xem bài tập đọc ngày hôm nay của chúng ta gồm có bao nhiêu đoạn nhé. Hội vật, tiếng trống vật nổi lên dồn dập, người tứ xứ đổ về như nước chảy. Ai ai cũng náo nức muốn được xem mặt xem tài ông cản ngũ. Người ta chen lẫn nhau, quay kiến quanh sới vật, nhiều người phải trèo lên những cây cao gần đấy xem cho rõ. Ngày nhịp trống đầu, quẳng đèn đã lăn xả vào ông cản ngũ. Anh vờ bên trái, đánh bên phải, giữ trên, đánh dưới, khoắc biến khoắc hóa khôn lường. Trái lại, ông cản ngũ có vẻ lớ ngớ chậm chạp, hai tay ông lúc nào cũng dang rộng để sát xuống mặt đất, xoay xoay chống đỡ, kêu vật xem chừng chán ngắt. Ông cả ngủ bỗng bước một mất đà chúi xuống, quẳng đèn nhanh như cắt luồn qua hai cánh tay ông, ôm lấy một bên chân ông bốc lên. Người xem bốn phía xung quanh reo ồ cả lên. Thôi thế là ông cả ngủ ngã rồi, nhất định ngã rồi, có vẻ bằng voi cũng phải ngã. Tiếng trống dồn lên gấp rút rục rã, ông cả ngủ vẫn chưa ngã, ông vẫn đứng như cây trồng giữa sới. Còn quẳng đèn thì đang loay hoay gò lưng lại, không sao bê nổi chân ông lên. Cái chân tựa như bằng cục sắt chứ không phải là chân người nữa. Ông cả ngủ vẫn đứng nghiêng mình nhìn quẳng đèn mồ hôi một kề nhảy nhại dưới chân. Lúc lâu ông mới thò tay xuống nắm lấy cổ quẳng đèn, nhấc bổng anh ta lên coi nhẹ nhàng như giờ con ếch có bụng sợi rơm ngang bụng vậy, theo Kim Lân. Thì các em đã được nghe cô đọc và chúng ta quan sát thấy bài này gồm có 5 đoạn. Các em quan sát thấy trên bài được đánh số từ 1 đến 5. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau đến với phần luyện đọc. Đầu tiên các em hãy đọc theo cô nhé. Quẳng đèn, quẳng đèn, thoát biến, chán ngắt, chán ngắt, dục dã, nhễ nhại. Nào chúng ta cùng đọc lại. Quẳng đèn, thoát biến, chán ngắt, dục dã, nhễ nhại. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần giải nghĩa từ. Đầu tiên đó là tứ xứ. Tứ xứ là bốn phương khắp nơi. Sới vật. Sới vật là khoảng đất được quy định cho cuộc đấu vật. Phần màu đỏ này là sới vật đó các em. Khôn lường. Khôn lường là không thể đoán định trước. Keo vật. Keo vật là gì nào? Keo vật là một hiệp đấu vật. Khố. Khố là mảnh vải dài, hẹp, quấn che phần dưới thân người. Đây là hình ảnh của khố. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau luyện đọc từ khó và giải nghĩa từ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc đoạn văn khó đọc. Các em hãy quan sát trong bài và tìm xem những đoạn nào mà các em cho rằng khó đọc nhé. À, cô cũng có một đoạn khó đọc dành cho các em. Các em hãy quan sát lên màn hình những từ mà cô in màu đỏ thì các em phải đọc nhấn giọng để thể hiện rõ tình cảm cảm xúc của mình ở bài này. Bây giờ các em hãy lắng nghe cô đọc một lần nhé. Ông cản ngũ bỗng bước hụt, mất đà cúi xuống, quẳng đèn nhanh như cắt luồn qua hai cánh tay ông, ôm lấy một bên chân ông bốc lên. Người xem bốn phía xung quanh reo ô cả lên. Thôi thế là ông cản ngũ ngã rồi, nhất định ngã rồi, có khỏe bằng voi cũng phải ngã. Vừa rồi thì các em đã lắng nghe cô đọc bài đoạn này. Tiếp theo thì những đoạn khác chúng ta nên đọc với giọng như thế nào nào? À, đoạn 1 thì chúng ta nên đọc với giọng người kể chuyện. Đoạn 2, hai câu đầu đọc nhanh, dồn dập. Ba câu tiếp theo thì đọc chậm hơn. Đoạn 3 và 4 giọng đọc sôi nổi, hồi hộp. Đoạn thứ 5 giọng đọc nhẹ nhàng, thoải mái. Thì chúng ta đã cùng nhau luyện đọc từ khó, giải nghĩa từ và luyện đọc đoạn và giọng đọc của các bạn. Ở nhà các em
nên đọc lại bài này nhiều lần và sau đó tìm hiểu bài qua bộ câu hỏi bên dưới bài và phản hồi lại cho cô biết. Cô đợi phản hồi từ các em. Bây giờ thì chào tạm biệt các em.